Em có like cho mọi người xong rồi thì em lên Xiaomi nhá mọi người nhá. Cái này thì dành cho các chị em nào khoảng tầm size L, M nhỏ hết cỡ 53 cân ạ. Quay đằng sau nhá. Nó ghi là size M. Nhưng mà em nghĩ là các chị em nào khoảng tầm M nhỏ thì mặc được nhá, chứ còn kiểu M mà M khoảng tầm 57 58 cân em sợ là mặc bị kích ấy. Khoảng tầm 53 cân, 53 cân được nhờ, 53 cân được, 53 54 cân nhá. Chị em nào mà thích em này thì comment luôn cho em mã số em này là 40. 40 nhá, zoom gần cho mọi người xem chất này. Còn mới tinh luôn ạ. Còn mới tinh nhá mọi người nhá. Chị em nào thích nhá thì comment luôn cho em nhá. Tiếp này. Nói chung là hôm nay em sẽ lên váy, lên rất nhiều váy. Từ nhá. Cái chắc phải đấy hết rồi em ạ. Vâng chị ơi, nếu mà chị mua hai váy rồi nhá thì em sẽ tặng cho những chị em nào mua hai váy một váy nữa nha mọi người nhá. Đây này, có một em của Joyous nha mọi người nhá. Cái em này em thật mọi người không lấy thì hơi bị phí luôn. Em nói thật với mọi người luôn. Cái này là hàng hiệu của Hàn luôn nhá. Hàng hiệu của Hàn luôn nhá mọi người nhá. Em có một cái áo của hiệu này, áo Moto hiệu này mặc cực kỳ thích luôn cái chất của nó nhá. Cái này thì dành cho các chị em nào khoảng tầm size M lớn là ok nhá mọi người. Hết cỡ là 59 cân giúp em ạ. 59 cân giúp em nhá, khoảng tầm từ size M 55 đến 59 cân của Joyous ạ. Đẹp lắm luôn, quay đằng sau nhá. Cái chất của nó không phải là cái chất này là cái chất dung vào cho mọi người xem. Đây nhá, không hề là nó không hề phải là cái chất chất nó thô bình thường á. Nó đẹp lắm luôn đấy. Chị em nào thích em này nhá thì comment luôn cho em mã số em này, em để cho mọi người là mã 99 nhá. Mã 99 ạ. Đằng sau có kéo khóa còn mới tinh luôn ạ. Cái này nhá là hàng hiệu Hàn Quốc. Em nghĩ là các chị em nên chọn cái này, chị em nào mà chưa được tặng cái này thì các chị em có thể comment. Đấy. Đẹp lắm luôn, em nói thật. Đây một cái dài đến chân 99 ạ. Chị nhá, chị em nào thích nhá thì comment luôn cho em. Đẹp lắm từ những cái đường kim mũi chỉ của nó luôn ạ. Ok chị Ngọc Trang nhá, cho chị cái này luôn. Đây. Có một cái váy này, váy denim. Váy denim của Valley Girl luôn này mọi người này. Của Valley Girl luôn nhá, các chị em tranh thủ nhá mọi người nhá, tranh thủ. Tí nữa lên đơn cái đống kia ốm còn mai anh ạ. Nhìn mai anh trông tả tưng. Cái này nhá mọi người nhá, là dành cho các chị em nào ấy mà hết cỡ là khoảng tầm 55 cân ạ, 55-56 cân. 55-56 cân nhá, quay đằng sau này. Đấy, chị em nào thích em này thì comment luôn cho em mã số em này nhá, là 11 ạ. 11 nhá, dung vần cho mọi người xem này. Đây toàn bộ chỗ này là gen hết này. Cái chất của nó chất denim ạ. Chất denim nhá, nó không phải là kiểu bò cứng đâu, không phải bò dày đâu mà kiểu bò vừa phải. Nó dày vừa phải và nhìn nó cái gì nhỉ? Em phải nói gì em lại quên mất rồi. Chị gì là nhá? Mất cúc à chị? Cái nào mất cúc để em kiểm tra lại nào. Cái nào mất cúc nhỉ? Để em kiểm tra lại nhá. Nói chung là sẽ kiểm tra lại một lần. Không phải mất cúc đâu. Đây này em chưa gài cúc cái này mất đâu. Không mất nhá các chị em nhá. Không mất tí nào nhá. Em chưa gài vào thôi nó bị che đi đấy. Đâu nhỉ? Cái gì nhỉ? Mọi người em gì nhá? Mọi người thích thun đâu nhỉ? Để em mặc thun cho mọi người. Chị gì là đổi cái váy lúc nãy là váy nào? Chị ơi, váy nào đấy chị ơi, chị comment luôn cho em nhá, hoa nhá. Hoa này, của Dodo này. Mọi người ơi, thì thấy này nhìn trông đẹp quá hết này. Nhẹ nhàng. Đây nhá mọi người nhá, chị em nào đang tìm kiếm một cái váy hè mà mặc hết là cái này, váy này là ok này, váy này là cốt tông rồi này. Váy này là cốt tông nhá. Có dây vút này, có dây buộc eo này mọi người này. Dành cho các chị em nào nhá, để em xem là size M ạ. Size M nhá, hết có là khoảng tầm 57 cân cho em ạ. Chị em nào mà thích em này thì comment luôn cho em mã số em này nhá là 70. Còn ở đây còn một ít quần váy. Mã số 70 ạ. Đây, em cho mọi người nhìn màu này. Mã số 70 nhá. Cái váy công sở có hai hàng Quốc ở ngực ạ. Cái váy công sở có hai hàng Quốc ở ngực. Cái màu be đây nhá. Cái này rất là đẹp luôn. Em thật. Chị em nào mà đang tìm kiếm cái hoa này có thể chốt cho em. Ok chị biết à, không phải chị biết xước. Em nhìn thấy chữ A của chị em tưởng chị comment số. Chị em nào lấy cái này không? Trời ơi cái này đẹp, mặc lên người đẹp lắm luôn đây này. Đây nhá. Chất thì chất cốt tông này, thấm mồ hôi nhá mọi người nhá. Nó lại rất là giữ form luôn. Đấy, mã số bao nhiêu nhỉ? 90 à? 90 thôi, mã số 90 nhá, mã số 90. Chị em nào thích nhá thì comment luôn cho em nhá. Chị ơi, còn mới tinh luôn ạ. Còn mới tinh luôn. Ok, cảm ơn nhá. Mi làm hết hồn. Khổ lắm em. Mắt mũi của em thì không nhìn rõ rồi ạ. Mắt mũi của em thì giờ em không nhìn rõ đâu. Ủa, sao ấy nhỉ?
Thế em bảo xem chị làm đấy. Chị gì lái cái này đúng không chị? Để mà chị hủy ra để em bỏ ra nhá. Cái này đúng không ạ? Bỏ ra rồi lại cho bác chị nhá. À, cái này thì vừa nay có chị em nào chốt không nhỉ? Vừa nay em thấy có mấy chị chốt cái này ấy. Có chị em nào lấy cái này ấy thì các chị chốt cho em nhá mọi người nhá. Có mấy chị muốn chốt cái này ấy thì các chị em có thể comment luôn cho em mã số là 2 nhá mọi người nhá. Mã số là 2 này. Em thấy từ nãy giờ có điều hòa vẫn nóng thế nhỉ? Em thấy từ nãy giờ có mấy chị chốt rồi đấy. Ok chị Vân Đoàn nhá, cho chị cái này luôn ạ. Chị Vân Đoàn nhá, cái này đẹp mà. Chị Vân Đoàn cho em xin số điện thoại nhá. Đây. Của Envilook này. Của Envilook nhá mọi người nhá. Ở dưới của nó là xếp ly này. Đấy, chất co giãn, hơi co giãn nha mọi người nhá. Cái này dành cho chị em size M. Cái này này mờ tịt. Size M nhá, size M ạ. 55 56 57 cân. Quay đằng sau này. Còn mới tinh ạ. Lúc gần này, đen đỏ trắng. Đấy, nhưng các một cơ bản. Chị em nào thích em này thì comment luôn cho em nhá. Mã số em ném để cho mọi người là mã số 16. Mã số 16 ạ, mã số 16 cho em này. Em này mới 100% luôn ạ. Mới 100% luôn nhá mọi người nhá, mới 100% luôn. Chị em nào thích nhá thì comment luôn cho em nhá. Rồi, ok. Ok chị Ngô Lan Phương nhá, cho chị cái này luôn ạ. Không. Còn mới tinh luôn đấy chị nhá. Cái nào mới xuất hiện ra là rách em sẽ bỏ luôn. Em sẽ bỏ qua luôn. Không ai nữa chị em nhá. À đây em có một cái em này nhá. Các chị em về là lượt cho em này. Em này nhá, các chị em về nhá. Em thật luôn, về là lượt ra như hàng mới luôn. Mới tinh luôn ạ, mới tinh nhá mọi người nhá. Đây, cái này thì là dành cho các chị em nào nhá. Mà hết cỡ là khoảng tầm cái này size S thôi ạ. Size S nhá, 47 cân, 47 cân giúp em ạ. 47 cân giúp em nhá, quay đằng sau này. Đấy, về nhá, các chị em có thể đóng cho em một cái cúc ở đây này. Cổ này kiểu cổ pyjama, kiểu cổ chéo như thế này. Các chị em đóng cúc cho em nhé, nếu mà sợ hở. Còn đấy chị em nào có vòng một đấy thì các chị em có thể mặc bình thường cho em cũng được nhá. Mã số em này em để cho mọi người là mã số 79 ấy. Đây này, ở đây có hai lớp này. Bên trong nó có một lớp nhá. Màu của nó là chị màu, Dung Nhi màu, nhá, là có này nhá. Cốt váy hoa hết gì cả. Váy hoa nào nhỉ? Váy nào hả chị? À đây ạ? À? Cái nào nhỉ? Hay là chiều nay em like hết đầm đi, xong rồi để đến tối Quỳnh toàn like sơ mi riêng. Vâng, cũng được ạ. À. Mọi người nếu mà em nhầm ở đâu nhá, mọi người phải chỉ cho em nhá. Chị Giang Quỳnh đúng không? Số 2 à gì? Ok nhá, thế là em nhầm mã à? Thế là cái 2 là của chị Giang Quỳnh nhá, cái vàng ấy, đúng không? Chị Giang Quỳnh... Chị ơi, nhưng mà chị Vân Đoàn bảo lấy nhưng mà chị không comment số ấy, mà chị Giang Quỳnh lại comment trước. Thì phải chốt cho chị Giang Quỳnh chứ. Ừ thì lúc ai hỏi lúc này em bảo em chốt cho chị Vân Đoàn. Em xin lỗi mọi người nhá. Em xin lỗi mọi người, em lại phá em lại à, em lại bị lỗi rồi. Em lại bị phá game mất rồi, em lại bị lỗi rồi. Thôi nhá, thế em chốt chị Vân Đoàn nhá. Mình tưởng rồi thôi nhé, mình chốt cho chị Giang Quỳnh. À chị Giang Quỳnh, em xin lỗi. Chị Giang Quỳnh nhá. Cái nào ấy nhỉ? Chốt số nhá mọi người nhá, chốt số nhá. Em xin lỗi nhá, chốt số nhá, em xin lỗi nhá. Em xin lỗi. Ok nhá. Thế thì chị Phương Nguyễn lấy cái váy hoa. Chị Phương Nguyễn lấy cái váy hoa hồng của chị. Sai thì mọi người sửa cho em nhá mọi người nhá. Sai thì phải sửa. Em xin lỗi mọi người nhá. Nếu mà em sai thì em phải sửa. Chị Giang Quỳnh cho xin số điện thoại nhá. Chị Giang Quỳnh cho em xin số điện thoại nhá. Còn cái váy hồng, còn cái váy hồng vừa nãy đâu nhỉ? Cái 16, cái váy hồng vừa nãy. Cái váy hồng vừa nãy em đưa ấy. À đây. Giang Quỳnh lại bảo là nhường cho Vân Đoàn. Ôi. Ok nhá. Ok, thế thì em để cho chị Vân Đoàn nhá. Em ơi, lên cái HM đi. Ok nhá. Ok, thế thì em chốt cái hoa này này, 16 đúng không? Cái hoa này em đọc 16 đúng không? Ok nhá, thế cái 16 này em cho chị Ngô Lan Phương nhá. À đấy, không có gì chị ạ, à. Không có gì nhá chị nhá. Em chốt nhầm. Cảm ơn các chị nhá. Em cảm ơn các chị nhá. Nói chung em làm em có thể tránh được sai sót cho nên thành ra là các chị cứ góp ý nha mọi người nhá. Em sai thì em phải sửa thôi cho nên thành ra là kiểu em thì thoảng em làm nhanh quá thì em hay bị nhầm mãi. Thì có gì các chị cứ nhắc em nhá, sai thì mình sửa thôi. Đấy. Ok nhá, tiếp này. Cái này dành cho các chị em size S này, chị em nào lấy nhá thì comment luôn cho em nhá mọi người nhá. Em đọc mã em này chưa ạ? Em đọc mã em này chưa? Đấy, chị em nào thích nhất thì comment luôn cho em nhá. Mã em này em để cho mọi người là bao nhiêu nhỉ? 70 đi, 70 nhá. Mã số 70 đi. Mã số 70 nhá, hai lớp ạ. Hai lớp nhá mọi người nhá. Thế cái hoa này là Ngô Lan Phương à? Vâng. Hay là ở đâu đấy? 16 là Ngô Lan Phương đấy ạ. Đâu? Chị Dung Nhi bảo thế. Thế à? Vâng. Đâu thế mà đã thấy Ngô Lan Phương nói gì đâu? Đây này. Còn mã có số điện thoại ở đây.
Nhưng mà 16 không. Đây này. 16 hình như là tiếng khác chú. Hình như là tiếng này. Đúng rồi. Đúng chị. Cái này là ngô lan phương này. Cái này không phải. Thế cái hoa này có chị em nó chốt không nhỉ? Hình như chị ngô lan phương là chị chốt cho em là cái này đúng không? Ngô lan phương là chốt cái